Du Úc năm 2024, những cơ hội vàng dành cho học sinh sinh viên quốc tế. Thời gian xét visa nhanh chóng khi du học bậc trung học phổ thông, đại học, thạc sĩ. Đa dạng các chương trình học từ dự bị đại học, cao đẳng, cử nhân, sau đại học, thạc sĩ. Ưu tiên xét duyệt hồ sơ đối với các ngành cần nguồn nhân lực cao như khoa học sức khỏe, y tá, điều dưỡng và các ngành công nghệ thông tin. Kho học bổng dồi dào với giá trị lên đến 100%. Ngoài ra, sở hữu học bổng chất lượng là điểm cộng lớn khi xin visa. Du sinh được phép làm thêm 48 giờ trong 2 tuần với mức lương tối thiểu trên 23 đô Úc trong 1 giờ làm việc. Du Úc khu vực Regional đang chiếm nhiều ưu thế, chi phí học tập và sinh hoạt hợp lý. Thời gian ở lại làm việc lâu hơn sau tốt nghiệp từ 1 đến 2 năm với visa 48 năm cùng cơ hội định cư rộng mở. Chinh phục mục tiêu Du Úc năm 2024 cùng New World Education. Nhiều năm kinh nghiệm trong xử lý thành công visa du học Úc cho học sinh, hỗ trợ chọn trường học dựa trên mong muốn của khách hàng theo các tiêu chí, ngành học, ranking, vị trí địa lý, v.v. Hỗ trợ tìm kiếm sang các suất học bổng phù hợp với hồ sơ với giá trị từ 10 đến 100%, tư vấn kết hợp định hướng xây dựng lộ trình du học phù hợp theo chính sách mới, dịch vụ hỗ trợ toàn diện 4+, đăng ký thi IELTS, luyện tiếng Anh cùng giáo viên Philippines, tìm nhà ở, mua vé máy bay và bảo hiểm cho du học sinh. Liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 6577 hoặc trang web newworldedu.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.